nét từ những chi tiết rất là nhỏ như đồng tiền hay là thiềm thử các bác nhá. Ngũ cốc đây ạ, ngũ cốc phong thủy rất là tốt các bác nha, chiêu tài chiêu lộc cho gia đình nhà mình. Hàng gỗ hương cũng rất kỹ và sắc nét, tiền thối 100% nha các bác nha, rất là đặc gỗ. Lúc này để bàn rất là đẹp ạ. Em sẽ đo qua kích thước cho các bác xem nha. Có kích thước là cao 32, cao 32, ngang là 68, ngang 68 và sâu 45 các bác nha. Đục rất là đẹp các bác ạ, ý nghĩa phong thủy của nó rất là tốt. Bác nào mà làm ăn kinh doanh hay